Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh ra ở trong Thi Thiên 119. Ở trong phân khúc thứ 9 của Thi Thiên 119, có nghĩa là từ câu 65 cho đến câu 72, thì có một cái ý này mà khi tôi đọc, tôi suy ngẫm ngay từ lúc ban đầu cho tới bây giờ, thì tôi thấy rất là thấm thía. Lời Chúa thật là sâu sắc. Nếu chúng ta không thật sự đọc một cách nghiêm túc, nếu chúng ta không thật sự suy ngẫm lời của Chúa, thì có nhiều điều chúng ta sẽ không hiểu được, và thậm chí chúng ta sẽ hiểu một cách sai lầm, năng ngược lại với ý muốn của Chúa, và rồi thậm chí chúng ta sẽ suy nghĩ một cách tiêu cực về Đức Chúa Trời. Tôi khích lệ anh chị em, mỗi lần đọc Kinh Thánh thì phải đọc một cách kỹ lưỡng, và phải thật sự dành thời gian để suy gẫm lời của Chúa. Có một số người đọc chỉ để lấy lệ, một số người thì không đọc hẳn, quyển Kinh Thánh lúc nào cũng mới toanh và thậm chí đóng bụi. Nhưng cũng có một số người cũng đọc Kinh Thánh, nhưng đọc chỉ để lấy lệ, để mỗi lần mà mục sư quản nhiệm của mình hay ai đó hỏi có đọc Kinh Thánh không, thì họ sẽ nói rằng tôi có đọc. Mục sư ước ao rằng anh chị em sẽ không rơi vào một trong hai nhóm đó, mà anh chị em sẽ là những người thật sự đọc, đọc với một ý thức hẳn hoi, đọc với một động cơ mục đích đúng đắn, đọc bởi vì ý thức rằng lời của Chúa là cần thiết cho cuộc đời của mình. Nếu như mỗi một ngày mình phải ăn thức ăn về thuộc thể để mình nuôi sống cái cơ thể của mình, thì cũng vậy, mỗi một ngày đời sống thuộc linh của chúng ta cần những thức ăn thuộc linh, và những thức ăn đó chủ yếu nằm trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên người nào mỗi một ngày ăn uống đầy đủ thức ăn thuộc linh, có nghĩa là có đầy đủ lời của Chúa cho đời sống của mình, thì người đó sẽ có một đời sống tâm linh sung mãn, đức tin người đó sẽ mạnh mẽ, và người đó sẽ có cơ hội kinh nghiệm những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Và khi con người ta kinh nghiệm những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời, thì con người ta sẽ càng kính sợ Đức Chúa Trời nhiều hơn, có phải vậy không? Tôi khao khát quyền năng của Chúa sẽ xảy ra một cách lớn lao để đem lòng nhiều người trở lại cùng Chúa. Anh chị em ơi, hãy trở về và chúng ta hãy điều chỉnh lại cách chúng ta đối xử với lời của Chúa. Đây là điều cực kỳ hệ trọng, và nhất là trong thời điểm này, hơn bao giờ hết chúng ta cần quyền năng của Chúa, hơn bao giờ hết chúng ta cần những công việc kỳ diệu của Chúa xảy ra ngay trong đời sống cá nhân của chúng ta, ngay trong gia đình của chúng ta, ngay trong hội thánh của chúng ta, để rồi Chúa có thể dùng từng cá nhân, từng gia đình và cả hội thánh để có thể tác động một cách đầy quyền năng, để tích cực đến cộng đồng xã hội, để từ đó mà có một con đường mở ra, một cánh cửa cơ hội mở ra, để có thêm nhiều người được cứu vào trong vương quốc của Chúa. Tôi sẽ không chia sẻ hết tất cả 8 câu ở trong phân khúc này, thì tôi sẽ trích dẫn câu 67 và câu 71. Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa. Câu 71: hoạn nạn là điều tốt cho con, nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa. Tôi đoán rằng sẽ không có nhiều người thích những câu kinh thánh như thế này. Chúng ta thích đọc những câu kinh thánh về phước hạnh của Chúa. Chúng ta muốn đọc những phần kinh thánh nói về sự chữa lành siêu nhiên. Chúng ta muốn đọc những phần kinh thánh nói về sự chu cấp của Chúa, những phép lạ chu cấp, Chúa hóa bánh ra thật là nhiều cho hơn 5.000 người ăn mà vẫn dư dật 12 giỏ đầy, và một mẻ lưới kỳ diệu với quá nhiều cá đến nỗi khiến cho thuyền sắp sửa chìm.
chúng ta thích đọc những câu chuyện đó. Nhưng ít ai thích đọc những lời tương tự như thế này. Và đôi khi chúng ta cảm thấy thật là khó hiểu. Tại sao trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa? Tại sao hoạn nạn lại là điều tốt cho con, để nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa? Không biết có bao nhiêu người trong căn phòng này khi chuẩn bị cho phần thi thứ hai của chúng ta trong năm nay thì đã dừng lại một cách nghiêm túc ở những câu kinh thánh này và cảm nhận Chúa đang nhắc nhở chúng ta, đang dạy dỗ chúng ta một điều gì đó rất sâu sắc. Trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vâng giữ lời Chúa. Có ai đã thật sự hiểu và kinh nghiệm điều này chưa? Có ai trong căn phòng này thật sự hiểu cái điều này và thậm chí đã từng kinh nghiệm trong cuộc đời thực tế của mình chưa? Giơ tay lên tôi xem. À, có một cánh tay giơ lên. Chỉ có một mình người đó bị hoạn nạn thôi. À, có thêm một vài cánh tay giơ lên nữa. Ô, có thêm nữa. À, bắt đầu có nhiều người bị hoạn nạn rồi đấy. Những người bị hoạn nạn mà vừa mới giơ cao đôi tay mình lên đó, khi nghe tôi đọc những câu kinh thánh này có thấy thấm thía không? Hay là thấy nó mâu thuẫn? Thấy nó xa lạ không? Có không? Thấy nó sâu sắc, nó hay không? Thấm không? Ai thấm nhất giơ tay lên thử nào. Ồ, người giơ nhanh quá ha. Khỏe hả? Cảm ơn Chúa, ước ao là em thật sự thấm thía. Nếu mà em thật sự thấm thía thì sẽ không có lần sau. Không có những cái chuyện giống như bữa giờ ha. Hỏi anh chị em một câu. Chúa có cảm thấy rất là thích thú khi mà chúng ta ở trong hoạn nạn không? Không. Có không? Có ai nói có không? Ai trong căn phòng này là những người làm cha làm mẹ giơ tay lên? À, có một vài người giơ tay lên. Có bao giờ những người làm cha làm mẹ này muốn con cái của mình là nó phải chìm ngập trong hoạn nạn, và mỗi lần mà nó bị cái gì đó đau đớn hoạn nạn mình cảm thấy rất là thỏa mãn không? Có không? Không. Lúc đó mình cảm thấy thế nào? Đau, đau. Ai trong căn phòng này đã từng dùng roi để đánh con mình? Một số người. Hù thế hả? Đánh luôn. Có người thì cầm cây thôi, nhấp, hù đúng không? Rồi có người thì đánh luôn. À, tại vì có mấy đứa con mà nhấp là nó sợ, nó lo, nó làm đáp làm đúng không? À, thì nếu mà nó làm theo thì tốt quá, nhấp thôi đâu cần phải đánh đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà nhấp rồi dọa rồi thậm chí là mình quát nó này nọ, nhưng mà nó vẫn cứ tiếp tục nó lì lợm, nó làm cái điều sai trái đó, thì mình có nghĩ là đã đến lúc mình nên quất vào mông nó một cái không? Có. Cũng xưa nhớ là cái ngày cách đây mấy bữa ta, cái ngày mà anh Ti gọi một xưa là ngày nào anh Ti hả? Thứ ba hay thứ tư gì đó. Anh Ti còn nhớ một xưa nói là khi chúng ta làm cha làm mẹ thì đó là một lợi thế cho chúng ta để hiểu về Đức Chúa Trời. Còn nhớ một xưa nói với anh điều đó không? À, khi chúng ta làm cha làm mẹ thì đó thật sự là một lợi thế cho chúng ta để hiểu về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Và Đức Chúa Trời đặt trong mỗi một người cha, mỗi một người mẹ một cái bản năng tốt lành để đối xử một cách tốt lành đối với con cái của mình, với một cái mong muốn chung là để con cái của mình nó được nên người, nó trở nên những con người có sự hiểu biết, những con người sống đúng, sống thành công, sống đắc thắng trong cuộc đời này. À, tôi nhớ lại là thỉnh thoảng con trai Thiên Quân của tôi nó bị té. Thỉnh thoảng thì nó bị té, có những cú té không lấy gì là nguy hiểm lắm, nhưng mà cũng có những cú té rất là nguy hiểm. Và cảm ơn Chúa vì những lần mà nguy hiểm đó thì có Chúa bảo vệ gìn giữ, có Chúa đỡ nâng, cho nên con trai của chúng tôi không bị làm sao cả. Nhưng dù cho đó là cú té nào đi nữa, là cú té nhẹ hay cú té nặng, thì tấm lòng của tôi và của vợ tôi, người cha, người mẹ
không bao giờ muốn nhìn thấy con của mình ở trong tình trạng đó. Mình luôn cố gắng hết sức để gìn giữ, để bảo vệ nó, tạo một cái môi trường thuận lợi nhất, an toàn nhất có thể, để nó có thể sinh hoạt một cách khỏe mạnh, vui tươi, bình an ở đó mà không bị bất cứ một cái điều gì làm cho đau đớn, làm cho thiệt hại. Nhưng mà bởi vì chúng ta bất toàn, cho nên rõ ràng là có những cái thứ mà nó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Có những lúc chúng tôi đã thật sự mất kiểm soát và có những cái cú té phải nói rằng rất nguy hiểm. Nhưng mà một lần nữa chúng tôi muốn nói lời cảm ơn Chúa, vì Chúa của chúng ta là một vị Cha thật tuyệt vời, Cha của cả nhân loại, và Ngài luôn luôn gìn giữ bảo vệ chúng ta một cách thật là tuyệt vời, và đôi khi chúng ta cũng không thể hiểu hết là bằng cách nào Ngài có thể làm được những điều tuyệt vời đó. Cảm ơn Chúa cho anh chị em. Nhưng mà như thế này, có những lúc chính vợ của tôi đã nhắc nhở tôi một cái điều rất căn bản, là điều mà chính tôi đã dạy vợ của tôi, nhưng có những lúc tôi lại quên cái điều căn bản đó. Đó là gì? Có những lúc chỉ vì sợ con của mình nó bị u đầu thôi, mà tôi giống như cái kiểu là con nó hơi té nhẹ xíu thôi, nó té chút xíu, đầu nó hơi đập nhẹ xíu thôi, là tôi chạy tới và tôi giống như kiểu là xích xoa này nọ, rồi bế nó lên là vỗ về vỗ ra gì đó. Tôi đã làm như vậy bởi vì mình rất là yêu thương nó, và đã có những lúc vợ tôi rất là bình tĩnh, và tôi cảm ơn Chúa đã sử dụng vợ tôi để nhắc nhở tôi những lúc đó. Vợ tôi nói thế này: chồng không cần phải làm như vậy, rồi bởi vì cái cú té nó rất là nhẹ, nó không có ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nếu mỗi một lần nó như vậy mà chồng cứ chạy tới, chồng bế nó lên rồi xích xoa này nọ đủ thứ đó, thì sẽ tạo ra một cái tính là ỷ lại, cái tính ỷ lại, và từ đó nó mất đi cái sự tự lập, cái tính tự lập của nó, mất đi cái khả năng để nó có thể đối diện với những cái hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta nên rèn luyện cho nó, chỉ trừ khi những gì nó nguy hiểm quá thì chúng ta phải mang lên cho nó. Còn những cái đó thì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và chúng ta cho phép những điều đó xảy ra vì cái lợi ích, để con của mình nó cứng cáp hơn. Chứ nếu mà có ngày cứ bế nó lên, cứ sợ nó té thì chừng nào nó mới biết đi. Là tôi đừng nhắc nhở. Anh chị thấy chớ rêu không? Một cái ông thầy dạy học trò, cuối cùng học trò dạy ngược lại ông thầy. Và tôi chân thành đủ để tôi thú nhận trước bình minh. Có những điều tôi dạy nhưng mà có những lúc tôi quên. Điều đó chứng tỏ tôi là một người tốt hoàn. Và tôi cần ơn điển của Chúa. Tôi cần sự nhắc nhở liên tục của Chúa. Và tôi là một người luôn hướng thiện. Cho nên bất cứ khi nào có một điều thiện lành, một điều đúng đắn nhắc nhở, dù nó thốt ra từ miệng của ai, thì dù là thậm chí nó thốt ra với thái độ nào đi nữa, dù là thái độ mềm mại hay thái độ gắt gỏng, thì tôi vẫn luôn luôn cảm ơn Chúa về điều đó. Và tôi chỉ cần biết đó đúng, và mình cảm ơn Chúa, cảm ơn người đã nhắc nhở mình, và tôi làm lại cho đúng. Và thế là có những lần con của tôi nó té xuống, nó đang tập đứng dậy để chuẩn bị bước đi, rồi vì một cái lý do nào đó nó té. Có những lúc thì nó đập cái mông xuống, có những lúc thì nó kinh cái đầu xuống. Thì lúc đó tôi nhớ lại những gì mà Chúa đã dùng vợ của mình nhắc nhở mình, và tôi cứ để xem nó sao. Tôi không có vội bế nó lên, và tôi thấy con của tôi nó trấn tĩnh lại rất là nhanh. Cái bản năng của một đứa trẻ khi mà nó bị đau thì nó có thể khóc lên, đúng không? Con tôi thì khóc rất là lớn, nó khóc réo lên cái. Nhưng mà tôi thấy nó lập tức nó trấn tĩnh lại, nó nín, sau đó nó vui vẻ trở lại, và nó tiếp tục tập đứng để chuẩn bị đi. Và càng ngày tôi thấy nó càng cứng cáp hơn, và tôi nghĩ rằng nó sắp sửa biết đi rồi. Và khi tôi đọc những câu kinh thánh này, tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Nó hoàn toàn có liên quan. Và một lần nữa nó nhắc nhở, nó cảnh tỉnh đời sống của tôi, để rồi tôi có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong Chúa. Hoạn nạn là điều tốt cho con. Tác giả Thi Thiên 119 nói rằng hoạn nạn là điều tốt cho con, nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa. Trước đó trong câu 67 thì nói rằng trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vẫn giữ lời Chúa. Chúng ta là những con người
người đang sống ở trên thế giới này. Và một lần nữa cần phải nhắc nhở nhau rằng chúng ta không được miễn trừ khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Đừng bao giờ giảng cho ai một thứ tin lành đại loại như thế này: bạn ơi, hãy tin Chúa đi. Ngay khi bạn tin Chúa, bạn sẽ không còn gặp nan đề nào nữa. Thậm chí tôi nghe có người giảng tôi làm gì nè: bạn ơi, tin Chúa đi, tin Chúa đi, trả lời liền á. Tin Chúa đi, tin Chúa là thời gian xuống sau là giàu nhanh chóng luôn á. Làm ăn, buôn bán, Chúa phù hộ, phát lên nhanh chóng. Tôi hỏi anh chị em con, Chúa có thể làm được điều đó không? Chúa dư sức để làm, đúng không? Nhưng mà anh chị em có nghĩ rằng ngay khi một người tin Chúa thì Chúa sẽ tự động làm cho họ tất tần tật những điều mà họ mong muốn không? Không. Tại sao Chúa không làm? Tại sao? Chúa không yêu họ à? Hãy cảm ơn Chúa vì có những lúc Chúa đã không làm theo những mong muốn của chúng ta. Đúng không chị em? Tôi nói chân thành với anh chị em, có những lúc tôi đã thật sự cảm ơn Chúa vì Chúa đã không nhận lời tôi về một điều gì đó. Bởi vì sau một thời gian tôi phát hiện là mình thật ngu ngốc khi xin cái điều đó. Tôi nhắc lại cái câu chuyện mà vợ tôi sinh con đó, anh chị còn nhớ không? Con của tôi thực tế sinh ra là chỉ có 3 kg phải không hả anh? Dạ. À, 3 kg. Thiên Quân được sinh ra với trọng lượng 3 kg thôi, và đó là trọng lượng trung bình. Và cảm ơn Chúa vì nó thật là phù hợp với thể trạng và tầm vóc của vợ tôi, cho nên là vợ tôi có thể vừa cạn dễ dàng hơn. Chứ nếu mà Chúa nhận lời tôi á, và thậm chí tới cái mức lý tưởng mà tôi đã từng xin Chúa, con tôi 7 kg. Sau này tôi hạ giá xuống chút xíu. Sau này tôi hạ giá chút xíu, tôi nói Chúa: Chúa, bạn kia 7 chưa? Ban đầu thật sự tôi xin 7 kg. Tôi chả hiểu biết cái gì cả. Tôi hiểu biết nhiều thứ nhưng mà lĩnh vực đó là như tôi không biết gì hết. Nhờ vợ tôi đẻ con mà tôi mới hiểu nhiều thứ khùng ra xíu. Chúng ta nhiều lúc phải cảm ơn Chúa vì Chúa đã không nhập lời chúng ta về một điều gì đó. Anh chị em đừng có vội oán trách Chúa nha. Tôi biết có nhiều người hay oán trách Chúa lắm, xin cái này, xin cái nọ, xin cái kia. Chúa làm thì cảm ơn Chúa, tuần này con sẽ lên hát ca ngợi Chúa. Mà Chúa không làm thì oán trách Chúa, thậm chí muốn quay mắt lên đi, không muốn nhìn mặt Chúa nữa. Thế mong là anh chị em đừng có đối xử với Chúa một cách rất là bất công và tồi tệ như vậy. Hãy đối xử với Chúa một cách công bằng. Amen anh chị em. Ngài đã yêu chúng ta bằng tình yêu quá tuyệt vời, một tình yêu đời đời, đến nỗi mà Ngài đã bằng lòng chết thay chúng ta trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng vì chính mỗi cuộc đời chúng ta. Hãy đối xử với Chúa của chúng ta một cách công bằng. Amen. Amen. Hãy nói với người bên cạnh rằng hãy đối xử với Chúa của chúng ta một cách công bằng. Hãy đối xử với Chúa của chúng ta một cách công bằng. Amen. Amen. Nếu mà chúng ta xin một điều gì đó mà Chúa chỉ đơn giản là không làm cho chúng ta thôi thì nó còn nhẹ lắm. Có bao giờ anh chị em kinh nghiệm là mình xin một cái điều gì đó, mình xin cái sự thuận lợi chẳng hạn, nhưng mà cái sự đáp lời của Chúa là cái điều ngược lại, là sự bất lợi. Mình xin thuận cảnh nhưng mà sự đáp lời của Chúa là nghịch cảnh. Có bao giờ anh chị em trải qua tình huống này chưa? Tôi nghĩ rằng những người nào thật sự đi theo Chúa ắt phải trải qua. Và cái khuynh hướng tự nhiên của con người xác thịt là gì? Khi thuận lợi thì chúng ta rất dễ ca ngợi Chúa, đúng không? Chúng ta sẽ ào ạt đăng ký lên làm chứng vào buổi sáng chủ nhật, đúng không? Chúng ta sẽ tranh nhau để lên hát ca ngợi Chúa, đúng không? Và khi bất lợi thì sao? Mọi người im lặng rất đáng sợ, chẳng thấy ai đăng ký cái gì cả. Lúc nào cũng nhà mục sư mà hỏi mục sư có không, mục sư thì đương nhiên lúc nào cũng có, nhưng mục sư muốn dành thời giờ cho những cái điều khác hơn. Cái mục sư mà đến mà làm chứng cho anh chị em đó, thật anh chị em biết mà mỗi tuần mà cho mục sư làm chứng thoải mái thì hết giờ mất tiêu rồi, còn đâu mà nghe giảng cái này nào đủ thứ.
có quá nhiều điều để có thể làm chứng và cảm tạ Chúa. Cho nên lúc nào sư cũng muốn nhường cho anh chị em, bởi vì anh chị em biết làm chứng về Chúa quá, anh chị em biết cảm tạ quá, biết tôn vinh Chúa quá, cho nên muốn cho anh chị em cơ hội. Nói đến đây thì nhớ câu chuyện gia đình của mình. Đôi khi vợ của tôi thắc mắc và hỏi tôi thế này: chồng ơi, tại sao mà mỗi lần mà cầu nguyện cảm tạ Chúa trước khi ăn ấy, thì chồng mà chỉ mời vợ và những người khác thôi mà chồng không chịu cầu nguyện vậy? Rồi mỗi lần mà hiệp ý với nhau, nắm tay nhau cầu nguyện thì đa số các lần, tôi nói thật với anh chị em luôn, là đa số các lần là tôi mời vợ tôi cầu nguyện. Có những lúc vợ tôi thắc mắc, mặc dù tôi trả lời rồi mà cứ thắc mắc hỏi hoài, sao chồng cầu nguyện đi, sao cứ biểu vợ cầu nguyện hoài vậy, sao cứ mời người này nọ trong gia đình cầu nguyện mà sao mình không cầu nguyện? Tôi chân thành nói với anh chị em là tôi muốn tạo cơ hội cho vợ của tôi và cho những người trong gia đình, vì tôi thấy họ cầu nguyện chưa có đủ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi cầu nguyện dư, không, tôi cũng thấy là có những lúc mình cần phải cầu nguyện nhiều hơn, nhưng mà dù sao thì tôi đã có một sự chủ động để cầu nguyện nhiều, và tôi muốn tạo cơ hội để tất cả các thành viên trong gia đình của mình cùng tiến lên với mình trong một mức độ. Bởi vì khi chúng ta cùng một mức độ đức tin, chúng ta sẽ rất là dễ sinh hoạt với nhau trong cuộc sống, chúng ta sẽ rất là dễ phối hợp với nhau, đúng không anh chị em? Chứ mà có sự trông trên ở trong gia đình nó khó lắm. Tôi mong anh chị em hiểu điều này. Cho nên cái người nào mà khôn ngoan á, cái người chủ gia đình nào mà khôn ngoan á, thì phải cố gắng tạo điều kiện hết sức để cho những thành viên trong gia đình của mình có thể đạt được cái mức độ tin kính Chúa ít nhất cũng giống như mình. Như vậy thì cái gia đình nó sẽ rất là ổn. Anh chị em hiểu điều đó không? Chứ còn nếu mà trong gia đình chỉ có một mình tin kính Chúa, mình dành thời gian cầu nguyện, mình dành thời gian ca ngợi Chúa, mình dành thời gian đọc kinh thánh suy ngẫm mà mấy người khác không quan tâm, thì sẽ có nhiều nan đề và nhiều gánh nặng sẽ chất trên một mình đó anh chị em. Anh chị hiểu điều đó không? Cho nên trong thời gian vừa qua có vài lần tôi hỏi vợ tôi, vợ có muốn đi học trường kinh thánh không? Hay là lớp kinh thánh nào đó nếu nó được mở ra, và nếu chồng chọn được một cái lớp kinh thánh và nó chất lượng, vợ muốn đi học không? Vợ của tôi nói vợ muốn. Tôi vui trong lòng vô cùng. Và tôi tự nhủ rằng nếu có một lớp kinh thánh được mở ra, và khi tôi tìm hiểu và tôi biết rằng đó là một lớp kinh thánh đáng tin cậy, chất lượng, một lớp kinh thánh mà có thể giúp vợ tôi nâng cao đời sống đức tin, thì tôi nhất định ở nhà ẩm con cho vợ, giữ con cho vợ, rửa chén cho vợ, làm tất cả mọi thứ để vợ mình đi học lời của Chúa. Không ai ủng hộ tôi không? Nhưng không mấy người ủng hộ hả? Thôi vợ ở nhà đi, đừng đi học nữa nha. Nhà được chén. Tôi nói thật anh chị em là ở trong nhà tôi luôn luôn là cái người mà cố gắng tạo điều kiện nhiều nhất để mà vợ của mình có thể gần Chúa hơn. Tôi nói anh chị em có những lúc tôi giống như một tên trộm vậy đó. Tôi kể anh chị em nghe nha, vui lắm. Nhiều lúc tôi từ ở dưới, tôi đi lên ở trên cầu thang, lên trên tầng ở trên, chuẩn bị bước vào phòng, thì tôi chợt nghe một lời cầu nguyện tha thiết đánh phát ra từ đó. Anh chị biết tôi làm gì không? Tôi nhẹ nhàng lùi lại, tôi không muốn phá vỡ cái bầu không khí đó. Tôi không muốn làm vợ tôi mất hứng. Và cái lúc vợ tôi đang công bố cái gì đó, thì tôi giống như tên trộm luôn. Tôi không dám làm cho vợ tôi dừng sự công bố đó lại. Thì tôi rất mong vợ của tôi cầu nguyện nhiều hơn và công bố nhiều hơn, vì điều đó sẽ làm cho cô ấy trở nên mạnh mẽ và gia đình sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Amen chị em. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúng ta trở lại với cái vấn đề hoạn nạn này. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét, nhìn nhận về cái ý nghĩa cũng như những điều gì đó mà nó có thể đến từ những sự hoạn nạn mà chúng ta phải đối diện, phải trải qua. Như tôi đã nói lúc này, có những lúc chúng ta cầu xin Chúa một điều gì đó, nhưng sự đáp lời của Chúa chỉ là một sự im lặng. Chúng ta không nhận được cái điều mà mình cầu xin. Và thậm chí có những cái trường hợp mà chúng ta cho là tệ hơn nữa. Chúng ta cầu xin thuận cảnh và chúng ta lại thấy mình ở trong nghịch cảnh. Và rồi nhiều người trong chúng ta bắt đầu oán trách Chúa. Chúng ta thấy khó để mở miệng ra nói lời cảm tạ Chúa. Chúng ta khó mở miệng ra để hát bài hát tôn vinh Chúa. Nếu như phải mở miệng ra thì tôi nghĩ rằng cái bài hát đó sẽ được trình bày một cách rất là miễn cưỡng, một cách rất là vô hồn, bởi vì chúng ta không có cái tâm đặt vào trong bài hát đó. Vì một lý do nào đó mà chúng ta phải mở miệng ra hát, lý do tôn giáo chẳng hạn, để chứng tỏ mình là thuộc linh chẳng hạn, hoặc là thậm chí để lấp vào khoảng trống của một cái chương trình làm chứng cảm tạ tôn vinh, không có ai làm hết cho nên tôi phải lấp đầy chứ để không nó kỳ. Chúa không muốn nghe những bài hát đâu. Chúa không muốn nghe những lời nói sáo rỗng
lập lý đó. Chúa muốn lắng nghe những lời chân thành xuất phát từ tấm lòng của chúng ta trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Đức Chúa Trời mong muốn nhìn thấy một thái độ đúng đắn của chúng ta. Ngài muốn nhìn thấy sự trưởng thành của từng con cái của Ngài. Vì đó là niềm vui, vì đó là niềm tự hào. Điều đó khiến cho Ngài suy nghĩ là ta đã đầu tư quá nhiều. Ta đã đầu tư quá nhiều. Sự đầu tư của ta quá lớn lao, quá vĩ đại. Ta đã đầu tư bằng chính sinh mạng của ta. Ta đã đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng trên thập tự giá. Và ta đã làm tất cả những gì cần thiết nữa ở trên cuộc đời này để cho con cái của ta có cơ hội được tiến lên. Và bây giờ con cái của ta, Ngài bắt đầu suy nghĩ theo hai hướng đối với hai nhóm người khác nhau. Đối với những người trưởng thành, bởi vì nó sử dụng những gì Ngài đầu tư, thì Ngài suy nghĩ này: ta thật vui lòng, ta thật tự hào, và ta muốn ban thưởng cho những đứa con này. Với nhóm người khác thì Ngài suy nghĩ gì? Ta cảm thấy thật buồn, thật thất vọng, và ta không có cái lý do gì để ban thưởng cho những con người này cả. Và thậm chí nếu những con người đó đang ở trong một mức độ nghiêm trọng, lì lợm cứng cổ, thì Chúa sẽ suy nghĩ rằng đã đến lúc mà ta phải dùng biện pháp mạnh hơn. Ta đã từng nói những lời rất nhỏ nhẹ và êm dịu, và ta cũng đã từng quát lớn bằng tiếng quát uy quyền của ta, nhưng chúng nó vẫn không màng được. Bây giờ là lúc mà ta sẽ sử dụng ngọn roi của mình. Và Chúa quyết định giơ ngọn roi lên và quất xuống cuộc đời của con người đó. Tôi hỏi anh chị một câu: có phải ngọn roi quất xuống đó là để knock out chúng ta, để loại bỏ chúng ta khỏi cuộc chơi tốt đẹp không? Để loại bỏ chúng ta khỏi cái quỹ đạo tốt đẹp của Chúa không? Để thỏa mãn cái lòng căm giận của Chúa không? Tôi học được điều này. Và mỗi khi tôi suy nghĩ tới, thay vì oán trách Chúa, thay vì oán trách Chúa, tôi thêm lời tạ ơn Chúa. Đó là điều gì? Nếu không có những ngọn roi đó ở trên cuộc đời của tôi hay của anh chị em, thì tôi và anh chị em đã thật sự đi lầm lạc rồi. Đó chính xác là lời của Chúa ở trong Thi Thiên 119 câu 67: trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vẫn giữ lời Chúa. Có những người nhờ ngọn roi đó mà giữ cho mình khỏi bị lầm lạc, nhưng mà cũng có những con người vì quá lì lợm như thế nào đó mà đã thật sự đi lầm lạc, và ngọn roi đó quất xuống, và đó là cơ hội. Và tôi tin rằng đó cũng là một phần của ân điển. Không biết anh chị có thể đồng ý với tôi điều này không? Nhưng tôi đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ về điều này, và tôi coi đó là một phần của ân điển khi ngọn roi của Chúa quất xuống với tình yêu thương của Ngài trên cuộc đời của tôi hay của anh chị. Bởi vì suy cho cùng thì nếu không có những lần đó, nếu không có những hoạn nạn đó, nếu không có ngọn roi đó quất xuống, nếu không có điều gì đó làm cho tôi đau đớn, thì có lẽ tôi đã kiêu ngạo cứng cổ và cứ bước đi con đường sáng trong của mình mà không đói hoài gì đến cha thiên thượng. Phải không? Hãy nhớ lại câu chuyện về người con trai hoang đàng. Đó là một minh họa thật tốt cho chúng ta. Đó là một minh họa thật tốt cho những câu kinh thánh như thế này: trước khi bị hoạn nạn thì con lầm lạc, nhưng bây giờ con vẫn giữ lời Chúa. Người con trai hoang đàn đó trước khi bị hoạn nạn có phải là lầm lạc không? Quá lầm lạc. Anh ta lấy cái phần gia tài mà cha đã cho mình để đi ăn chơi trác táng, chi tiền cho gái, chi tiền cho những bận rượu, chi tiền cho những cái kẻ chẳng ra làm sao trong xã hội, chỉ để nhận lấy những cái lời tân bốc hư ảo. Và cuối cùng anh ta không còn tiền bạc nữa.
anh ta bị bạn bè quay mặt lại, phản bội, đá anh ta ra như con chó, không còn nhìn nhận là bạn bè gì nữa. Anh ta cô đơn bơ vơ lạc lõng. Rồi trong xứ có nạn đói xảy ra vào lúc bấy giờ, anh ta phải đi làm gì? Anh ta phải đi chăn heo. Và Kinh Thánh chép lại rằng anh ta đói, người ta không cho anh ta ăn đủ, anh ta đói. Và anh ta phải làm gì? Anh ta dành thức ăn với heo. Những cái thứ mà một con người bình thường không bao giờ muốn đụng tới, nhưng lúc đó anh ta quá đói và anh ta phải dành thức ăn với heo để duy trì sự sống của mình. Và khi anh ta bị phát hiện, anh ta bị đánh te tua tơi tả. Và lúc đó chuyện gì đã xảy ra? Anh ta nhớ lại những ngày tháng thật tốt đẹp nơi nhà cha yêu dấu, những ngày tháng mà anh ta không phải là một cái tên đầy tớ mạn hạn như vậy, phải không? Mà anh ta nó vui là một thiếu gia, phải không? Một thiếu gia, một công tử, con của đại gia, ăn ngon mặc đẹp ở trong một điều kiện tuyệt vời, cha của mình giàu có, cha mình tử tế tốt bụng, cha mình rộng lượng, mình có tất cả những điều tốt đẹp nhất. Tại sao bây giờ mình phải sống những ngày tháng như thế này? Và anh ta đã có một quyết định. Quyết định đó là gì? Mình sẽ đứng dậy, mình phải trở về, mình nhất định phải trở về. Đi tốt nghe đâu rồi? Lên đây một sư mượn xin. Lên đây. Chúng ta sẽ quay lại những thước phim ngày xưa, ôn lại một chút kỷ niệm. Diễn lại lúc đó cho một sư. Mình phải trở về, nhớ tới đâu làm tới đó. Không cần phải xài lại. Đấy. Diễn lại cái cảnh mà mình quyết định trở về, những cái lời thoại đó. Rồi, nói đi, nói diễn hết tấm lòng mình luôn nha. Ok. Nhớ đại ý cũng được, không cần là từng lời từng chữ đâu, đại ý. Mình phải trở về, mình phải trở về. Cha ơi, con phải trở về cùng cha. Cha này không cần. Lâu quá nó quên bài rồi. Không sao, chỉ là một cơ hội để chúng tôi ôn lại một chút kỷ niệm thôi. Anh chị em thấy đó, điều mà chúng ta cần phải chú ý là trong hoàn cảnh bi đát đó, người con trai hoa đàn đã không lựa chọn sự tự tử, đúng không? Cũng không lựa chọn lúc sâu hơn. Và cái hoàn cảnh tồi tệ đó mà thật sự chả còn cái chỗ nào để mà lúc sâu hơn nữa. Nó tồi tệ đến mức tột đỉnh mà, đúng không? Người con trai hoang đàn đã quyết định đứng dậy và trở về nhà cha. Và có phải trở về nhà cha với một tư tưởng là mình về nhất định là ngay từ xa là mọi người phải ra chào đón mình, mọi người phải làm những cái điều gì đó khiến mình hài lòng, vân vân. Anh ta có suy nghĩ điều đó trong đầu không? Không. Thậm chí anh ta nghĩ rằng nếu mà cha có đối xử với mình như một đầy tớ thì mình cũng chấp nhận, tức là sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái sai lầm của mình, đúng không chị em? Nhưng kết quả là gì? Cha có bắt anh ta là đầy tớ không? Không hề. Anh ta có được phục hồi địa vị làm con yêu dấu của cha không? Và thậm chí cha đã mở tiệc ăn mừng, phải không? Cảm ơn Chúa, anh ta được tắm rửa sạch sẽ, được mặc quần áo mới, được đeo nhẫn vào tay, được mang giày vào chân, rồi được cha mở tiệc để ăn mừng với một cái suy nghĩ đơn giản của người cha, đó là con của ta tưởng chừng đã chết nhưng mà nay còn sống, đúng không? Tưởng mất nhưng mà nay tìm lại được. Và người cha vui mừng, và người cha muốn tất cả mọi người cùng vui mừng với mình. Hoạn nạn thật sự là điều tốt cho ai đó trong cuộc đời này, là điều tốt. Và tôi nói với anh chị em rằng dù cho cái lý do sự hoạn nạn đó là gì đi nữa, tôi vẫn nói là điều tốt. Suy nghĩ kỹ rồi amen của tôi, hoặc là không amen. Dù cho cái lý do của hoạn nạn đó là điều gì đi nữa, nó vẫn là điều tốt. Amen. Nói lại lần nữa, các bạn đã kịp nghĩ để hòa cùng với mọi người không nha? Dù cho cái lý do của hoạn nạn đó là điều gì đi nữa, nó vẫn là điều tốt. Amen. Dù lý do là điều gì đi nữa thì hoạn nạn đó vẫn là điều tốt cho chúng ta. Amen. Tôi sẽ phân tích có hai lý do chủ đạo dẫn đến hoạn nạn.
Một lý do phổ biến, một lý do mà nhiều người đã mắc phải, đó là vì sai lầm của chính chúng ta. Vì chúng ta sai lầm, chúng ta phạm lỗi lầm, cho nên là những cái điều không tốt đẹp nó đến với chúng ta. Và những cái điều không tốt đẹp đến với chúng ta, nó có tốt cho cuộc đời chúng ta không? Nếu mà không có những điều không tốt đẹp nó xảy ra thì chúng ta có tiếp tục lúc sau nó sai lầm không? Nếu mà những cái điều không tốt đẹp đó nó không xảy ra thì chúng ta sẽ nghiễm nhiên tiếp tục làm cái điều sai lầm đó vì chúng ta nghĩ là mình đúng. Và Chúa cho phép những cái hoạn nạn nó xảy ra để chứng minh cho chúng ta một cách sống động ngay trong thực tế mà chúng ta không thể tự, chúng ta không thể chối cãi, không thể bác bẻ rằng chúng ta đã sai lầm. Đó là lý do vì sao có những tình huống mà khi có một người nào đó mà tôi đã nhắc nhở nhiều lần, tôi đã nhắc nhở, đã tư vấn nhiều lần nhưng mà người đó vẫn cứng đầu không nghe, thì tôi có một quyết định, tôi sẽ không nói nữa. Và tôi sẽ để cho người đó tự học bài học của mình ngay trong những tình huống thực tế. Và đã có rất nhiều người bắt đầu nhận ra khi mà hoạn nạn, những cái điều gì đó tưởng chừng như rất tồi tệ xảy ra với họ, thì lúc đó họ mới nhận ra là mình sai. Và nhiều người bắt đầu trở lại và nói rằng: mục sư ơi, tôi đã sai rồi. Trong khi đó tôi nói khang cổ mà người ta vẫn không nhận ra. Đó là lý do vì sao lời Chúa nói là hoạn nạn là điều tốt cho con. Và cũng có một lý do khác dẫn đến hoạn nạn cuộc đời của chúng ta. Không phải chúng ta làm sai, mà đó chỉ đơn giản là một sự thử thách. Chúa muốn chúng ta lên lớp, Chúa muốn nâng cấp chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải thận trọng trong cái việc chúng ta suy xét. Không phải bất cứ ai gặp hoạn nạn đều do người đó phạm sai lầm, mà cũng không phải bất cứ ai gặp hoạn nạn vì người đó sống rất công chính. Không, cái đó mình phải tự xét lấy đời sống của mình. Còn cái chuyện của người khác thì có lẽ Chúa mới biết rõ, đôi khi chúng ta không biết hết được. Nhưng mà hãy giữ cho riêng mình, hãy sống đúng cho riêng mình trước đi nào, đúng không chị em? Chính mình hãy sống đúng đi cái nào. Còn cái chuyện người khác thì người khác sẽ trả lời trước mặt Chúa. Dù cho vì chúng ta sai lầm mà gặp hoạn nạn, hay chúng ta đang sống công chính, sống ngay thẳng, sống ích lợi cho vương quốc của Đức Chúa Trời mà gặp hoạn nạn, thì tôi xin thưa với anh chị em rằng cả hai cái sự hoạn nạn đó đều là tốt lành của cuộc đời của chúng ta. Anh chị em có thể nói amen được không? Những điều đã xảy ra với Gióp có tốt lành cho cuộc đời của Gióp không? Có không? Ban đầu tưởng chừng như rất là bi đát đúng không? Anh chị em cứ nghĩ đi, cứ đặt mình trong cái tình huống đó đi. Tin rất dồn dập về báo, nào là mất hết tài sản, bị cướp sạch hết, rồi con cái bị sập nhà chết sạch hết trong một lúc. Chưa hết, như là người ở ngoài đời họ có nói là phước bất trùng lai, họa vô nơi chí gì đó, họ nói vậy đó. Thì cái vế sau trong trường hợp này chúng ta thấy nó là ná đúng không? Họa vô đơn chí. Hả? Như vậy thì vừa mới nghe những cái tin báo đó chưa hết, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ông Gióp đã bị một cái chứng ung độc ở trong cơ thể, đau đớn, ngứa ngáy, khó chịu trong cơ thể, và thậm chí phải lấy mảnh sành mà gãi. Ngứa chịu không nổi, lấy mảnh sành mà gãi. Chưa hết, ngay trong lúc đau đớn cùng cực, mất tất cả những cái điều giá trị, chỉ trong một lúc mất hết tài sản, con cái, bây giờ cái sức khỏe của mình đang gặp vấn đề một cách trầm trọng như vậy, vẫn chưa yên nữa. Bà vợ nói rằng: giờ này mà ông còn cảm tạ ra người Chúa, ông rủa cái trời động chết quách đi cho rồi. Vậy mà chưa hết nữa, anh chị em không biết là còn hiệp phụ mà đúng không? Hiệp phụ là cái vụ gì? Mấy cái đám bạn, mấy cái đám bạn mà gọi là đạo đức trong mặt kép. Người ta đau đớn vô cùng luôn mà không có đem được cái điều gì tốt lành đó, mà cứ đứng đó cứ xỉa, cứ sói ông, mà đập ác ông thế này thế nọ, chắc tại ông thế này thế kia cho nên Chúa mới thế này thế nọ. Tất cả những người đó họ đều sai lầm hết. Đó không phải là những hoạn nạn mà nó đến từ sự độc ác, sự bất chính hay là sự vô tín của Gióp, nhưng mà sự hoạn nạn đó nó đến từ sự công chính của ông, từ đời sống ngay thẳng, đời sống tốt lành của ông. Tại sao nó đến? Tại vì Satan nó đã gieo rắc những cái điều đó, vì nó muốn chứng minh với Đức Chúa Trời rằng những gì Đức Chúa Trời nói về Gióp là không đúng.
Bởi vì Chúa nói về Gióp, Chúa khen Gióp như một người công chính, như một người trọn lòng với Chúa. Và Satan nó muốn chứng minh một điều ngược lại. Trọn lòng cái gì? Công chính cái gì? Chúa nhìn đi, nó giàu có, vợ con nó đều, cái gì nó cũng có, nó là giàu nhất phương Đông, một trong những người mà đại gia hàng đầu ở tại phương Đông. Cái gì Chúa cũng phù hộ cho nó hết, Chúa ban rê hết. Biểu sao mà nó không có yêu mến Chúa? Biểu sao mà nó không ca ngợi Chúa? Giờ thử đụng tới nó coi, Chúa sẽ thấy nó rủa Chúa cho con. Và Đức Chúa Trời cho phép không? Đức Chúa Trời muốn chứng minh cho cả Satan và tất cả mọi người, mọi loài trên thế giới này là Ngài không bao giờ sai lầm trong những nhận định của Ngài. Và Ngài cho phép điều đó xảy ra. Đó là lý do vì sao mà Satan có thể đụng đến Gióp. Điều này khiến chúng ta được khích lệ. Chúa cho phép cái gì xảy ra thì cái đó mới xảy ra. Amen không chị? Đây là điều mà có thể giúp chúng ta loại bỏ những cái sự buồn bã, những sự lo lắng, những sự sợ hãi ra khỏi chúng ta. Bởi vì chỉ có những gì Chúa cho phép xảy ra trong ý muốn tốt lành của Ngài thì nó mới xảy ra. Amen. Lời Chúa đây nó hoàn hảo là điều tốt cho con. Cái điều quan trọng là trong sự hoạn nạn đó chúng ta có nhận thức gì? Đó là điều quan trọng. Khi hoạn nạn đến, Chúa mong muốn nhìn thấy điều gì? Chúa muốn nghe thấy điều gì? Chúa muốn nhìn thấy sự biểu hiện nào ở nơi chúng ta? Nếu Ngài nhìn vào một người công chính, một người mà đã sống ngay thẳng, đã sống ích lợi cho Ngài, và Ngài đang muốn để cho cái sự hoạn nạn đó xảy ra, Ngài cho phép xảy ra để nâng cấp người đó, thì Ngài muốn nghe người đó nói những lời cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa ngay trong những hoàn cảnh đó, vì biết rằng Chúa của mình không bao giờ làm điều gì tồi tệ cho mình cả, và thậm chí còn biết rằng Chúa đang sắp sửa nâng cấp mình lên nữa. Những người có sự hiểu biết trong Chúa, có kinh nghiệm trong Chúa, khi đối diện với hoạn nạn, anh chị sẽ thấy rằng thái độ của họ nó không có tiêu cực, họ sẽ rất bình tĩnh, và thái độ họ rất là tích cực. Họ sẽ là người để khuấy động những cái gì đó tích cực trong lòng mọi người. Khi mà mọi người đang chùng lòng xuống, khi mà mọi người đang muốn bỏ cuộc, thì cái người mà kính sợ Chúa, người đầy đức tin đó, cái người đầy năng lượng tích cực đó, họ sẽ không có hòa vào những cái lời than vãn đâu. Thay vào đó họ sẽ nói những lời của đức tin, và những lời đó sẽ phá vỡ vào không khí lạnh lẽo và làm cho tất cả mọi người được hâm nóng trở lại. Phaolô và Sila đang ở trong tù. Hai ông ở trong tù với tình trạng nào? Trước đó là bị tra tấn, hai ông bị đánh đập. Tôi nghĩ là lúc đó ở trên thân thể của hai ông đầy thương tích, đang bị xiềng xích. Hai ông bị xiềng xích với một thân thể đầy thương tích, mất đi sự tự do, không có được ăn uống bình thường như mọi người, không được đi dạo mát như chúng ta, không được uống trà sữa. Ui, không có được uống trà sữa. Vâng vâng. Và hai ông đã làm gì trong cái hoàn cảnh đó? Có phải hai ông đã lầm bầm oán trách Chúa không? Hai ông đã cầu nguyện, đã ca ngợi Chúa. Lời cầu nguyện, lời ca ngợi Chúa của họ lan tỏa khắp cái nhà ngục đó. Tất cả mọi người đều nghe. Và Kinh Thánh chép rằng có một cơn động đất xảy ra. Nhà ngục rung động và tất cả xiềng xích đều bị bẻ gãy, đều vỡ ra và rơi xuống. Và lúc đó nếu nhìn những tù nhân muốn trốn thoát, họ hoàn toàn có một cơ hội tốt để trốn thoát. Nhưng lúc đó Kinh Thánh chép không ai trốn thoát cả. Người cai ngục tưởng rằng các tù nhân đã trốn hết, và ông ta làm gì? Ông ta rút gươm ra, ông ta định tự sát. Tại vì nếu ông ta không làm vậy thì cuối cùng ông ta cũng bị chặt đầu thôi, đúng không? Bởi vì ông ta phải chịu trách nhiệm về cái vụ mà vượt ngục tập thể. Và lúc đó Chúa đã dùng Phaolô và Sila để ngăn chặn ý định tự sát của người cai ngục, và sau đó đã dùng lời Chúa truyền đạt cho ông với tất cả đức tin, với tất cả tình yêu thương, và sau đó đã cứu được người cai ngục đó và cứu luôn cả nhà của người cai ngục nữa. Cảm ơn Chúa, hãy vỗ tay ngợi khen Đức Chúa Trời vì điều đó. Và tôi tin rằng những người tù nào mà chứng kiến việc đó, họ cũng sẽ dễ dàng mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của đời sống mình. Amen con chị. Amen. Trong nghịch cảnh, đó là những con người công chính, đó là những tôi tớ Chúa đáng trân trọng, đó là những người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình để phục vụ Đức Chúa Jesus Christ là cứu Chúa của cuộc đời mình. Họ đã ca ngợi Chúa ngay trong nghịch cảnh và phép lạ đã xảy ra. Anh chị em có muốn sống một đời như vậy không? Cảm ơn Chúa. Và
khi hoạn nạn xảy ra với những người mắc sai lầm, thì Chúa mong muốn nhìn thấy điều gì? Ngài mong muốn nhìn thấy họ có sự nhận thức rõ ràng về tội lỗi và sai lầm của họ và hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Đó là điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy. Amen, con chị. Vì sai lầm của họ mà Chúa đã cho phép hoạn nạn nó xảy ra như một cơ hội cho họ. Không phải bất cứ một con người sai lầm nào thì ngay lập tức hoạn nạn cũng xảy ra. Chúa có sự cân nhắc của Ngài trong mỗi trường hợp. Có những trường hợp người ta sai lầm nhưng mà không thấy hoạn nạn nào xảy ra cả, đừng vội mừng. Nếu cần thiết nó sẽ xảy ra, nhưng có lẽ Chúa thấy chưa cần thiết. Có lẽ cái đầu người đó không đến nỗi cứng lắm, Chúa thấy vẫn còn nắng là được. Bằng cách nhẹ nhẹ hả, có thể dùng người lãnh đạo đó, hội thánh hay là các anh chị em khác nắng lại được, cũng không đến nỗi nào phải để cho hoạn nạn xảy ra. Nhưng mà nếu Chúa thấy cái người đó cứng đầu, và Chúa biết rằng nếu không có những hoạn nạn, không có những điều làm cho nó đau đớn, thì nó sẽ tiếp tục bước đi trong con đường sai lầm của nó, và e rằng một ngày kia nó sẽ rớt xuống cái hố sâu, cái vực thẳm của sự chết chóc, của sự bại hoại. Lòng của Cha Thiên Thượng không muốn điều đó xảy ra. Khi chúng ta phạm sai lầm, nếu anh chị em có thể tưởng tượng, thì anh chị em sẽ thấy rằng có một Đức Chúa Trời đang dõi mắt, đang chăm chú nhìn chúng ta. Và nếu anh chị em có thể thấy được cái điện tâm đồ của Ngài, tôi nói vui nhưng mà nó có ý nghĩa lắm, thì cái điện tâm đồ đó nó sẽ đặc biệt lắm. Nó như có một cái sự hồi hộp chờ đợi, một sự mong mỏi nào đó, nó làm cho trái tim của Chúa đập nhanh hơn. Rồi nói vui thôi chứ đừng có bắt bẻ tôi, rồi nói Chúa là thần mà sao nói giống như con người bình thường vậy. Nhưng mà để cho anh chị em thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời, Ngài hỏi mặt chúng ta và Ngài mong đợi, Ngài mong đợi, Ngài mong đợi. Con ơi, hãy lập tức hạ mình xuống ăn năn, từ bỏ tội lỗi, từ bỏ con đường sai lầm mà trở về với ta. Ta sẽ giải cứu con ra khỏi hoạn nạn, ta sẽ nâng con lên và đặt con trên một vần đá, ta sẽ làm cho con bước đi và ngẩng cao đầu. Con sẽ quên đi quá khứ tủi nhục của mình, và con sẽ bước đi trong một hiện tại sáng láng đầy vinh hiển của ta, và cả một tương lai rạng ngời. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hoạn nạn thật sự là điều tốt cho chúng ta. Điều này không dễ chấp nhận. Bây giờ tôi đứng đây và nói với anh chị em một cách dễ dàng, nhưng tôi thú thật với anh chị em rằng tôi phải trải qua một thời gian tranh đấu để có thể kết luận và có thể giảng một bài giảng như thế này. Nó không đơn giản. Không phải là tôi chấp nhận ngay từ đầu. Đã có một thời gian tôi rất là ghét những cái hoạn nạn. Không ai trong chúng ta mong muốn hoạn nạn xảy ra, đúng không? Tôi chưa bao giờ mong muốn hoạn nạn xảy ra. Tôi chưa bao giờ muốn mình bị thân bại danh liệt, nhưng đã từng có một lúc tôi bị thân bại danh liệt. Tôi chưa bao giờ muốn mình bị điều này, bị điều nọ, bị điều kia xảy ra gây thiệt hại cho mình, nhưng đã có nhiều điều xảy ra cho tôi trong những cái thời gian, trong những cái bối cảnh tình huống khác nhau. Và sau tất cả khi tôi nghiệm lại, thì tôi chợt nhận ra là trái tim của tôi bắt đầu được mở rộng dung tích ra. Tôi nói một cách vui như vậy, được mở rộng dung tích ra, tấm lòng được mở rộng ra. Tôi cảm thấy mình dễ cảm thông và yêu thương và tha thứ cho người khác nhiều hơn. Và tôi chợt nhận ra rằng bản tánh của mình giảm đi sự nóng nảy, giảm đi sự hấp tấp, giảm đi sự vội vã. Và tôi trở nên một con người kiên nhẫn hơn, kiên trì hơn, kiên định hơn. Và tôi chợt nhận ra rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời cực kỳ thánh khiết. Ngài không chấp nhận những tội lỗi ở trong đời sống của chúng ta, dù là một tội lỗi rất nhỏ. Và bằng cách này hay cách khác, bằng bất cứ cách nào mà hiệu quả nhất, Ngài muốn loại bỏ những tội lỗi đó ra khỏi đời sống của chúng ta, để chúng ta trở thành những con cái thánh khiết, xứng đáng với bản chất thánh khiết của Đức Chúa Trời. Amen. Một đứa con thì nó phải có cái gen của cha, đúng không anh chị em? Nó phải có cái gì đó mà khi người ta nhìn vào, người ta có thể nói rằng nó là con của cái ông đó, thì một suy nghĩ điều đó là tốt nhất, đúng không chị em? Nó sẽ là không tốt khi một đứa con ta nhìn vào ta không hề biết là con ông đó, về ngoại hình rồi cả về tính cách này, nó không có cái gì giống ông đó hết, thì đôi khi người ta nghĩ con này con ngoại tình.
đúng không anh chị em? Người ta có quyền nghi ngờ mà tôi biết, tôi xem TV và tôi đã biết những cái trường hợp mà những cái người chồng người cha đó đã bí mật đi xét nghiệm ADN của đứa con, bởi vì anh ta nghi ngờ rằng con đó không phải là con của mình. Lý do tại sao? Ngoại hình không có cái gì giống hết, thì cái điều đó đôi khi cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cả về tính cách mọi thứ từ bên trong bên ngoài nó không giống mình, giống như nó không có dính líu tới mình luôn á, thì chính điều đó làm cho người ta có quyền nghi ngờ chứ. Và đã có nhiều người đi xét nghiệm ADN và cuối cùng chứng thật là đúng chính xác như vậy, đó là con ngoại tình. Tôi và anh chị em là con chính thức của Chúa hay là con ngoại tình, tự mỗi người hãy tra xét lại. Tôi ước ao rằng chúng ta thật sự là con cái của Chúa, đúng không? Những đứa con trong một dòng dõi thánh, amen con chị em. Và chúng ta mang cái gen của cha thiên thượng, amen con chị em. Chúng ta là những người mà người khác nhìn vào họ có thể đoán biết rằng chúng ta chính là con của Chúa, bởi vì chúng ta có những nét của Chúa rất là rõ ràng, không thể chối cãi được. Tôi ước ao là tôi và anh chị em sẽ luôn luôn như vậy, amen con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi khích lệ các anh chị em, những người đang đối diện với những hoạn nạn trong cuộc sống, cái hoạn nạn này ấy, thì ở trong các bản kinh thánh tiếng Anh ấy, thì thật ra là nó không phải là một cái danh từ đâu, nhưng mà ở đó là một cái cụm từ, cái từ chính ở trong đó là afflicted, thì có nghĩa là bị làm cho đau đớn, bị làm cho đau đớn, và thậm chí có những cái sự khốn khổ ở trong cái hoàn cảnh đó. Như vậy thì bất cứ một cái điều gì mà nó đến và nó có thể làm cho chúng ta đau đớn, thậm chí khốn khổ, thì nó đều là cái từ mà được mô tả như là cái từ hoạn nạn ở trong cái bản dịch này. Đó là như vậy, anh sẽ hiểu nha. Đó, như vậy thì có những lúc khi Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài, trong sự toàn tri của Ngài, và với tình yêu thương của Ngài nữa, khi Ngài thấy cần thiết, thì Ngài sẽ cho phép một cái điều làm cho đau đớn nào đó, một cái điều mà làm cho khổ sở nào đó xảy ra ở trong đời sống của chúng ta, với một cái mục đích, đó là Ngài muốn chúng ta nhận ra sai lầm của mình, hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa mà không cứng đầu cứng cổ tiếp tục bước đi con đường sai trật nữa. Amen con chị em. Và chắc chắn đằng sau sự ăn năn chân thành đó sẽ là sự tự do thật trong đời sống của chúng ta. Amen. Đằng sau sự ăn năn chân thành đó sẽ là sự ban phước đầy dẫy của Đức Chúa Trời. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Và khích lệ tất cả anh chị em, dù anh chị em đang đối diện với hoạn nạn vì lý do gì, thì hãy có một thái độ đúng trên mặt Đức Chúa Trời. Những người đối diện với hoạn nạn vì sai lầm của mình thì đơn giản là hạ mình xuống ăn năn chân thành trước mặt Chúa. Và sự ăn năn chỉ có thể được hoàn tất khi chúng ta đứng lên và thực hiện những hành động phù hợp với sự ăn năn đó. Nếu chúng ta chỉ nói ăn năn, chỉ khóc thì điều đó chưa đủ. Đức Chúa Trời đang muốn nhìn thấy một điều gì đó nữa, và đó chính là hành động của chúng ta. Nếu chúng ta đã làm cái điều gì đó tổn thương ai đó, và nếu chúng ta nhận thức được điều đó, thì Chúa mong muốn rằng chúng ta không chỉ ở trong phòng riêng của mình cầu nguyện với Chúa và nói rằng Chúa ơi, con ăn năn vì con đã làm tổn thương người đó. Không, Chúa muốn chúng ta bước đến trước mặt người đó, chẳng hạn Nguyễn Văn An, với một thái độ chân thành và nói rằng giả sử như đó là người ăn của mình, em xin lỗi. Ngày hôm đó em đã nói điều không phải với anh, ngày hôm đó em đã hành động không đúng với anh, em đã xất sự, em đã vô lễ, hay là em đã tham lam đối với anh, em đã làm thiệt hại tài chính của anh, em đã lấy tiền của anh, hay như thế nào đó. Chúng ta sẽ bày tỏ một thái độ chân thành trước mặt cái người ăn đó, chúng ta xin lỗi một cách chân thành, và chính cái hành động xin lỗi chân thành đó mới hoàn tất cái sự ăn năn của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, và lúc đó mới là lúc chúng ta được tự do. Amen con chị em. Hãy ghi nhớ điều đó. Thì hôm nay ở trong thế giới có rất nhiều người cầu nguyện ăn năn, có rất nhiều người nói lời ăn năn, nhưng mà rồi cuộc đời của họ không có gì thay đổi cả. Họ thấy họ vẫn tiếp tục phạm tội, họ thấy họ vẫn tiếp tục xấu tính, họ thấy họ vẫn tiếp tục bệnh tật yếu đau, lúc nào sống một cái đời sống cũng thiếu năng lượng, vân vân và vân vân. Nói tóm là đời sống rất tồi tệ, không có một sự biến đổi thay đổi tích cực nào cả. Tại sao vậy?
thưa anh chị em, rất nhiều trường hợp đó là vì họ chỉ nói lời ăn năn, nhưng những lời ăn năn đó không phải là những lời ăn năn thật sự chân thành. Và khi không thật sự chân thành thì nó sẽ không có một động lực cho chúng ta để đẩy chúng ta đi đến một cái hành động cụ thể. Tôi nói với anh chị em, khi một người thật sự chân thành trong tấm lòng của mình thì nó sẽ có một động lực để biến thành cái hành động trong cuộc đời của chúng ta. Amen không anh chị em? Nếu chúng ta thật sự yêu ai đó, nếu đó là cái tình yêu chân thành thì nó sẽ không dừng lại ở cái miệng chúng ta nói, đúng không anh chị em? Chúng ta sẽ làm một cái gì đó. Đó là một cái điều tự nhiên, một khuynh hướng tự nhiên. Còn nếu chúng ta không làm thì e rằng điều đó tố cáo là chúng ta chỉ là cái người mà bẹp mép thôi, đúng không anh chị em? Tôi mong tất cả chúng ta hiểu điều này. Chúa muốn nhìn thấy sự ăn năn của những con người sai lầm. Hãy ăn năn trước khi đã quá muộn. Hãy ăn năn trước khi đã quá muộn. Hãy nói với người bên cạnh, hãy ăn năn trước khi đã quá muộn. Mình nhắc chung thôi chứ không phải nói người đó đang phạm tội nha. Và hãy nói tiếp nè, nhắc điều này không thừa đâu. Đó là với những con người sai lầm ha. Đó là đối với những người phạm sai lầm. Còn đối với những con người, những anh chị em nào đang sống trong sự công chính, đang sống ngay thẳng trước mặt Chúa, đang sống trong tình trạng không phạm tội và thậm chí đang rất hiệu quả trong vương quốc của Đức Chúa Trời mà gặp hoạn nạn, thì anh chị em ơi, đừng buồn, đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Anh chị em ơi, thay vào đó, hãy để cho lời Đức Chúa Trời khuấy động trong lòng anh chị em, nhắc nhở cho anh chị em, để anh chị em biết rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng anh chị em. Sở dĩ Ngài cho phép hoạn nạn này xảy ra không phải để dìm chết anh chị em, nhưng để tạo điều kiện cho anh chị em lên lớp. Amen. Hãy nói với người bên cạnh là muốn lên lớp không? Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta thật tốt lành, phải không anh chị em? Cảm ơn Chúa. Một lần nữa, chúng ta hãy ghi nhớ rằng khi Chúa cho phép hoạn nạn xảy đến với chúng ta, dù đó là vì bất kỳ lý do gì, thì hoạn nạn đó là điều tốt cho chúng ta. Amen. Chúng ta sẽ nói với nhau đúng như những lời ở trong đây nha. Bây giờ nói với người bên cạnh là vỗ vai đó nè. Hoạn nạn là điều tốt cho bạn. Nhờ đó mà bạn học biết luật lệ của Chúa. Amen không? Cảm ơn Chúa, hãy ngợi khen Chúa, hãy vỗ tay ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta vì sự tốt lành của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có được khích lệ thông qua sự kiện này không? Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng nhau đứng lên và cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.